Bản tin dịch COVID-19 tối ngày 21 tháng 8 của Bộ Y tế cho biết có 11.321 ca mắc mới COVID-19. Bình Dương tiếp tục là địa phương có số ca mắc mới nhiều nhất với 4.505 ca. Trong ngày có 7.272 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Thông tin các ca mắc COVID-19 mới như sau. Tính từ 18h30 ngày 20 tháng 8 đến 18h ngày 21 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.321 ca nhiễm mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 11.299 ca ghi nhận trong nước. Tại Bình Dương là 4.505 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 4.084 ca, Tiền Giang 589, Đồng Nai 551, Long An 393, Đà Nẵng 197, Đồng Tháp 109, Cần Thơ 100 ca, Tây Ninh 83 ca, Hà Nội 76 ca, Khánh Hòa 76, An Giang 71, Nghệ An 60, Bà Rịa Vũng Tàu 57, Phú Yên 45, Kiên Giang 43, Bình Thuận 43, Bến Tre 42, Đắk Lắk 32, Quảng Nam 32, Trà Vinh 24 ca, Hậu Giang 12 ca, Gia Lai 11 ca, Lâm Đồng 10 ca, Bình Phước 8 ca, Lạng Sơn 7 ca, Cà Mau 6 ca, Thừa Thiên Huế 6 ca, Quảng Bình và Ninh Thuận 4 ca, Bắc Ninh 3 ca, Quảng Ngãi 3 ca, Thanh Hóa 3 ca, Hà Tĩnh 3 ca, Ninh Bình 2 ca, Bắc Giang 2 ca và Nam Định, Hải Dương, Phú Thọ mỗi nơi 1 ca. Trong đó có 7.428 ca trong cộng đồng. Ngày 21 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bình Dương đăng ký bổ sung 2.118 ca được lấy mẫu từ các ngày trước trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 2.767 ca, tại Bình Dương tăng 2.400 ca, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 709 ca, Tiền Giang tăng 222 ca, Đồng Nai giảm 135 ca, Long An tăng 26 ca. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam đã có 7.272 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 21 tháng 8. Tổng số ca được điều trị khỏi là 140.087 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 8 là 7.540 ca.